Đây nè mọi người, hôm nay mình ghé cái quán gỏi cuốn ở trên đường Lê Bình á. Địa chỉ là 40 Lê Bình nha. À, cái quán này là rất là nổi tiếng rồi đó. À, đây là cái địa chỉ của quán đó mọi người. Thì mình trong này thì họ vừa làm, họ vừa cuốn, có cái chỗ cho khách ngồi luôn. Chú, cái này bán từ mấy giờ chú? 11 giờ đó bạn. 11 giờ bán, đến mấy giờ chú? Đến 9 giờ. 11 giờ đến 9 giờ tối luôn á mọi người ha. Đây là có hai loại là gỏi cuốn và bì cuốn. Chú sẽ lau cái tủ và chú sắp gỏi cuốn lên tủ kính để mà trưng bày á cho mọi người thấy ha. Vừa hôm là con thấy là hình như cô bán mà đúng không chú? Dạ. Hôm nay cô đi đâu rồi chú? Chưa ra hả? Dạ. Đây là con gái cuốn hả chú hả? Con gái. Đây cuốn là bán đây là nghe nói bán là cách đem đi nhiều lắm. Chú chân lên tủ đó, đẹp không? Cái đó là bì cuốn chú ha. À, còn đây là cái phần gỏi cuốn này mọi người. Cái đó dầu cho nó khỏi dính nè chú. À, dầu cho nó khỏi dính đó mọi người. Đây cái phần rau đó là chú làm bên sẵn đó mọi người, để mà khi mà cái chị gái bên này cuốn cho nó nhanh. Cái này là chủ yếu là giao hàng là nhiều hả chú? Dạ. Con nghe nói giao hàng nhiều lắm mà đúng không? À. Giao khắp Sài Gòn luôn hả chú? Đúng rồi, đi theo gần xa số lượng về xa thì cái số lượng gì cũng tùy của anh ở. Dạ. Bây giờ có nào với lên phút đi là ta lên đặt nào phút đi ha. Rồi cô nói là gọi cuốn này là giao đi, họ đem đi nước ngoài luôn hả chú? Không, cái là tùy khách từ người ta ăn quen rồi ta về rồi ta mang về rồi ta mang đi luôn. À, về là mua đi á ha. Ở đây mình có bán một món này thôi hả chú? Dạ. Cái gọi cuốn này chú làm lâu chưa chú? Chú bán lâu chưa? Lâu rồi. Dạ, mười mấy năm rồi ha. Làm rất là quen tay, rất là nhanh ha. Đi sao chú nói tiền nghe rồi rút là quay chú không thích đâu. Dạ. Rồi rút vô hứng cho để cho chú sao lên ta bình luận nhiều cái. Biết sao nhiều bạn vô kiểu mà ăn uống mà mình không dưỡi á, mình làm làm dưỡi ra rồi ta ghét ra ta lại lên bình luận lên nói lung tung đó, đó hả? Nói vậy đó. Dạ. Thôi người ta ăn thì ít mà đồ ăn thì đồ nhiều mà mình á mình nó bây giờ ăn nhiều tính tiền đúng không? Tính tiền đây không chịu. Thì
Ừ, cái này ăn kèm với kia mà. Cái hàng ví dụ em đậu hành nhiều, cái hàng như ba cuốn mà đòi hai thứ nước chấm, đúng không? Rồi đòi đậu hành nhiều cái gì nhiều vậy đó. À là mình tính tiền thêm là họ nói hả? À, mình nói mình tính tiền thay nha. Dạ. Nó chịu. À. Rồi cái đầu kia nó bắt đầu ta bực mình cái tham he. Đi đó kiểu tôi quay phim lên, tôi quay clip lên. Dạ. Ta thấy những cái gì yếu điểm, cái đôi lúc cái gì không có gì mà nghĩ là tuyệt đối, đúng không? Dạ. Nói chung làm ăn bất cứ cái việc gì không bao giờ có một cái gì tuyệt đối được. Đó, ta chỉ cần sơ hở một cái là lên nó ghét mình lại bình luận. Bởi nhiều người ta tới quay nhiều lắm mà chú không cho. Không, nhưng mà quan trọng là cơ bản là giống như là cái thương hiệu mình xưa giờ rồi mà. Bây giờ dạ cái khách nó khách mới khách quen rồi. Dạ. Rồi vô tồn tại mười mấy năm rồi đâu phải là dạ. Đâu phải là bực mình á. Nhiều người kiểu là ăn uống mà phức tạp thì mình nói là đôi khi mọi người một ý á chú. Đôi khi họ chỉ cần vừa lòng họ cái là đó. Họ không chịu họ. Nếu mà làm mất lòng một chút xíu rồi là ra giờ đó cứ thế người ta lên ta bình tĩnh nó lung tung bèn cái mà nổi. Dạ. Đây mấy bạn, hôm nay là mình đi ăn gỏi cuốn, thì mình ghé cái quán gỏi cuốn ở trên đường Lê Bình đó mấy bạn, địa chỉ là số 40 Lê Bình. Thì quán gỏi cuốn này bán từ khoảng 11 giờ trưa cho đến khoảng 9 giờ tối nha mọi người. Thì ở đây video thì thấy gỏi cuốn rất là nhiều. Hiện tại quán thì có bán gỏi cuốn và cả bì cuốn nữa, thì một cái gỏi cuốn như gì là giá 6.000, còn bì cuốn là 5.000 nha. Rồi thì ở đây là nước chấm là có hai loại nha, một loại là mắm và một loại là tương. Thì hôm bữa thì tôi cũng có giới thiệu cái ăn gỏi cuốn thì với tương á mọi người, nhưng mà hôm nay thì vì ăn với mắm, thường á thì mình ăn với mắm sẽ ngon hơn, kích thích hơn á. Thì mình có đây là cái mắm của quán nè mọi người, mình vì thấy nó đặc biệt hơn mấy chỗ khác ha, tại vì thấy có nhiều hành phi á, nó thơm lắm. Đây, giờ mình quậy lên, nãy vì có cho miếng ớt vô rồi, quậy lên chấm. Có nhiều bạn á, có nhiều người á thì không ăn được mắm thì sẽ chọn ăn tương. Nhưng mà nếu mà mọi người mà thử ăn mắm đi sẽ ngon hơn. Rất là thích, rất là kích thích, tại vì cái mùi mắm nó thơm á, có vị thơm ở trong đó nữa. Rất là thích ăn. Còn gỏi cuốn á thì cũng có như là thịt nè mấy bạn, với lại ở đây mình thấy có giống như là lỗ tai heo á, với lại phần tôm nhỏ và rau các loại giống như những cái gỏi cuốn bình thường. Nhưng mà đặc biệt là vì thích cái mắm ở đây nó rất là thơm, rất là ngon. Ngon. Giá cũng rất là rẻ mấy bạn, 6.000 thôi. Nói chung là gỏi cuốn của quán rất là nhiều, bán chủ yếu là khách mà mua đặt về mấy bạn nhiều lắm, cho nên Vi thấy là mọi người cuốn rất là nhiều để sẵn, rồi bắt đầu mình cũng cuốn, chủ quán cũng cuốn dần để khách tới đặt thì đem đi nhiều, hoặc là có khách ngồi ăn nữa, cho nên Vi thấy số lượng rất là nhiều. Hơi chón, thường thường thì thấy mấy cái quán bán cũng vừa phải thôi, nhưng mà số lượng đây rất là nhiều. Chắc là tại vì mắm, cái mắm với lại cái nước chấm nó ngon lắm các bạn.
lỗ tai heo sực sực ăn ngon lắm bạn, giòn giòn. Cuốn nào cũng nấy rất là chắc luôn và rất là đều, rất là đẹp luôn, gói chuyên nghiệp đó mọi người. Ừ, lỗ tai heo nè, tôm. Nếu mà mọi người có muốn tìm một cái nơi để mà ăn vặt giống như là gỏi cuốn, bì cuốn thì ghé địa chỉ này nha, số 40 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình nha mọi người, bán từ khoảng 11 giờ trưa nha. Bây giờ Vi ăn đây, xin chào cả nhà nha.